sức ép của khán giả và thực sự sức ép dưới những cái quyết định của chúng ta gây bất lợi cho rất nhiều, và thậm chí chúng tôi đã có bàn thắng nhưng vẫn không, chúng ta vẫn cho đó là tôi nghĩ rằng là chúng tôi bất lợi ở dưới trận đấu này rất là nhiều từ mọi phía. Thực ra trước trận đấu chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn cái tâm lý là dùng sức ép của khán giả như thế và gây nhiều bất lợi cho chúng tôi. Chúng tôi đã xác định được cái tâm lý như vậy. Nhưng tuy nhiên bước vào đầu tháng, cái sự thiếu tập trung của chúng tôi để Indonesia bắt đầu, và thực sự thì qua cái giải đấu U19 vừa rồi, Indonesia đã bị loại. Cho nên là giải đấu này Indonesia mọi giá để lấy lại những cái gì mà thể hiện cho cái giải vừa qua. Cho nên trận đấu này mọi giá Indonesia để giành chiến thắng. Và riêng về tôi không phải chờ đợi kết quả của cái đội này, và chúng tôi là thi đấu đối với chúng tôi tự quyết. Nếu chúng tôi vào một đội bóng trong, chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt. Bước vào đầu hai, chúng tôi các cầu thủ chơi thiếu tập trung vào hai cái đội bóng đấy. Và nói về trọng tài thì các bạn đã thấy gây nhiều bất lợi cho đội tuyển, và chúng tôi rất nhiều có những tình huống chúng tôi có lợi, trọng tài lại dừng cầu, và thậm chí chúng tôi có bàn thắng nhưng mà trọng tài không công nhận, gây bất lợi cho chúng tôi. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.